Hôm qua mưa nước nhiều quá, bữa nay tối nó chảy nước ra nha. Tình hình sao đây? Mùa hè này qua nước nhóc chân này, nước cũng gan. Trời ơi trời. Trời ơi. Cái kia. Trời ơi nó đã cái trời ơi. Nếu các bạn có nhu cầu mua bẫy ếch, bẫy lương, bẫy gắn, vớ mini hoặc bất cứ dụng cụ săn bắt nào, hãy liên hệ số điện thoại hoặc Zalo 0372114950 để đặt hàng theo yêu cầu. Cái này vô bão rồi cả nhà ơi. Mưa từ sáng tới chiều, giông gió cây ngã tùm lum tà le hết trơn. Đến giờ không dám bước chân ra ngoài cửa luôn á. Đây, hôm nay mình tiếp tục mình có một video thú vị nữa cả nha. Hôm nay mình đặt đây là 5 cái giớn cái lập ếch đa năng, lập ếch kiểu mới nè. Đó. Hôm nay mình sẽ cả nhà xem clip mình còn không biết loại này nha. Cả nhà nào muốn mua liên hệ cứ liên hệ số điện thoại mình để đầu clip đấy. Đây là hôm nay mình chơi mình đặt lập gắn bằng lập gắn luôn nha. Lấy lập gắn mình đặt lập ếch luôn. Coi tình hình ếch ở đây nó lập gắn nó chịu vô không nha. Rồi. Bây giờ mình lên trên kia mình đặt hôm nay mình test ở trên đường đi luôn. Mình lấy mấy cái giấn đa năng mình đặt lập ếch đa năng mình đặt trên đường đi quen cái giấn hoài. Đó. Rồi, đầu tiên là mình để cái lập đặt cái lập gắn ở đây, lập ếch bằng lập gắn ở đây nha. Xong rồi mình lại đó mình đặt cái giấn cái lập ếch đa năng. Mình xong cái lập gắn rồi cả nhà. Để đằng kia mình đặt cái giấn mini nữa mà. Rồi, mình đặt cái giấn mini đây lên cả nhà. Hốt hàng mày liền. Để coi tình hình hôm nay nó sao nha. Mà nếu có xe tải chạy thì coi như là xong phim luôn. Ê. Có xe tải chạy coi như xong luôn nha. À, đặt đây đây. Trời tối hù luôn rồi cả nhà ơi, chuyển mưa ầm tới đó kìa. Không. Thì mình cắm ở đây, trên đường đi nó khó cắm quá, à, nó cứng ngắc à. Cái cây mình làm tuốt ở trên á, để mình cắm chị hao ở dưới á. Cuộc cuộc bây giờ cắm khó quá nên đặt nó lâu rồi cả nhà. Rồi, mình còn bao nhiêu cái nữa đây mình đi đặt dài lên trên kia đường đi luôn. Rồi lập gắn xe kẻ luôn cả nhà. Mình đà ba cái lập gắn. Đó. Rồi hẹn gặp lại cả nhà sáng ngày mai nha. Đặt có cái giấn mà ở cái lập ếch mà mệt. Rồi, em xin chào cả nhà nha. Hiện tại là sáng sớm mà trời vẫn còn mưa hoài luôn. Thì cái này vô áp thấp nhiệt đới bão thì tàu lưa vô cả nhà ơi. Dịch Covid gì tùm lum hết á. Cái này quá trời tê tả luôn à. Thì sáng sớm mình đi thăm mấy cái lập ếch mini ở lập ếch đa năng với mấy cái lập ếch mà mình lấy bẫy gắn mình đặt không biết có con gì không đây. À, đây là đồ ngày hôm nay nè. Không có gì hết. Bây giờ mình thăm đây dài hẳn luôn. Ở nhà mình có con cái mình đặt ngay trong cái chỗ mà ngon lạnh đó nha. Đặt không biết có bể không, không biết có con gì vô không đây. Rồi không có con gì luôn. Ôi vô hết khủng cả nhà ơi. Nè nè nè. Ôi rồi vô hết khủng chà má luôn nè. Nha. Ôi rồi kìa. Ui ui nó đã nha. Ui hết chà quá luôn. Nè.
Rồi cái này bị kẹt hôm, hàng gì nó không vô. Cái lợp này nó dở là biết, cả nhà biết nó dở là dở chỗ nào không? Mình viên cả nhà không đặt lợp này là biết tại sao không? Đây nè, nếu cả nhà đặt lợp này á là cả nhà phải làm cái này nè, làm cái này nè, đừng cho nó, đừng có bị kẹt hôm. Mà ớt nó lên thế nào cũng đè lên đây cũng bị kẹt nè cả nhà ơi. Trừ khi cả nhà làm cái găng cưa này nè, cái găng nhọn nhọn này nè, cả nhà cắt láng luôn, cả nhà vuốt láng luôn, là khi ớt nó vô nó leo lên đây nè, thấy không? Cái ớt này leo lên đây mà nha, nó leo lên đây cái là nó ép cái hôm xuống là bị kẹt lại liền, là con ớt sau nó không bao giờ vô được, bởi vì vô cái lọc này nó vô ít lắm cả nhà, thấy không? À, cái này vô có con một cái bị kẹt hôm nè, nó bị kẹt cái hôm vô luôn nè, đó. Đó. Rồi giờ mình nè bỏ này vô đi, cái này vô được con ếch khủng nha nha, hên là con ếch khủng nó vô, con ếch nhỏ vô lại kẹt, con ếch khủng vô không được luôn. Rồi mình đi tiếp cái thứ hai luôn, bỏ cái lợp gắn đó đi. Ôi bộ ếch, có tình hình nó sao đây, mình đặt trên đường đi không nghe nha, cái này im ghe cả nhà, chắc như quạnh nè, cái cây chuối nó rớt ngay chân đây luôn nè. Ôi có cả nhà, có ít nhỏ, có một ít nhỏ cả nhà nè, một con hai con, hai ít nhỏ cả nhà. Ôi có trồng trọng nữa nè, chạy cũng trên đây chạy cũng hai con cũng đỡ đây nha. Đâu rồi nó, đâu rồi đó, một con này nè, nhưng con núp đây nè, đó hai con nha, mà có điều nó nhỏ quá. Dạ bỏ vô đi luôn nha, đặt đó mình đặt khó ăn chết luôn, tại đất trên đây nó đất người ta làm đất đường lộ quá, cứ ngắt nha, cắm gai cắm không được, bây giờ mình đặt cái này khó lắm. Tiếp tục cái này luôn nè, mày thấy im ghe nữa nè, đặt giống mini trên đây coi bộ không ngon cả nha, cái phần trên đây ớt nó cũng ít nữa, tại dưới đây nước ta xả cho tối ớt nó xuống đây hết, nó xuống ra ngoài hết nha nha, tối mình đi sôi mưa đi sôi khó lắm, nước nhiều quá sôi khó. Rồi cái này coi của hàng á, có luôn nha cả nhà, hai con, ô cũng đỡ, cũng đỡ hai con trọng trọng nè, đó nè nè đó, thấy không, hai con trọng trọng nha, cũng đỡ khổ. Ơi ba con có hai con à. Rồi dở mày lên, qua mình cầm khó hơn chết. Hai con nữa nha, nè, một con nè, hai con giống trọng đỡ. Rồi bỏ vô đi tiếp, có nên giỏ nó cứ khiếp lại hoài. Tiếp tục cả nhà ơi, hai cái giống mini à, chạy được 4 con, cái đằng này chạy được hai con bự bự cũng đỡ, cái đằng kia chạy còn ít nhỏ xíu, hai con nhỏ xíu. Mà mình có đặt giống mini ngay chân cái đám lùm nè, không biết tình hình sáng nay sao cả nhà. Cái tiếp theo cái là lắp gắn nha, có con gì không đây, cái này mình bao lên rồi, chút quớt rồi, chút quớt rồi cả nhà ơi, chút quớt rồi, bỏ đi
chết thì bỏ đó. Lụp gắn xui lắm, hên xui khó vô lắm, ít đó. Ít bự vô thì dễ. Không vô được con hay con. Kẹt không? Đặt nghiêng lại thì nó vô, khó vô. Rồi, cái này chết luôn rồi cả nhà. Rồi, chết rồi. Nè, đặt trên đường nó ít rồi, tại ít nó không có dí kinh nhiều nữa, nó lên bờ hết, lên cuộn nè, nên mình đặt khó. Nãy giờ là ba cái lập gắn rồi, ba lập gắn mình chạy được một cái, con khủng cũng đỡ. Hai cái vấn, ủa hai cái lập ít đa năng mình chạy bốn con. Đặt trên bờ này cái nhà khó, khó ăn lắm nha, không phải đơn giản đâu. Tại thời buổi giờ nước xả vô lúc mình đĩa dân ếch nó xuống hết rồi. Cái thời điểm mà nước khô cả nhà, lúc chín đó cả nhà, mưa kiểu này nè, cả nhà lên đặt đây giống như đợt trước mình đặt chứ. Chạy mạnh lắm á. Giờ mình thăm cái này đi. Nè, rồi thấy ếch nó ngồi ở đây rồi nè. Cả nhà. Thấy ếch ngồi ở đây nè thấy không? Không. Đó, động nước thấy không? Xong phim này rồi. Cái này trúng ngay nè. Đó, trời ơi. Vô ít khủng luôn kìa cả nhà ơi. Vô đâu 5 6 con nhá. Được con ít khủng nè. Ôi ôi trời ơi. Ôi ít khủng chà bá luôn kìa. Quá quá phê, quá phê cả nhà. Cái này vô nhiêu con đây? 2 con. Hai con. 3 con. 5 6 con vậy cả nhà. 5 6 con gì mà vô ít khủng nè. Đó, nè thấy không? À. Qua đã, qua đã. Ôi ôi. Cái chỗ này là đục trước mình cũng vô ít khủng rồi nè. Vô cái trúng mánh cái này. Ồ. Khúc luôn cả nhà ơi. À. 5 6 con vậy cả nhà. Nè. Vô ít khủng nè. Đó. Không. 5 6 con vậy, để về nhà mình đổ ra coi được nhiêu. Rồi, con lạch. Con lạch cành đào. Ngon lành cành đào. Mình lỡ đằng này mình thăm một ngày luôn. Còn đằng cái giống, ủa cái lập ếch đa năng này một cái nữa. Mình đặt tuốt chứ ruộng này không biết tình hình nó làm sao. Ếch đa năng này, ếch nhỏ, ếch bự gì vô láng hết nha nha. Không có từ chối thằng nào hết á. Chưa một con, rồi. Cái này khô nước rồi, khui khô nước rồi. Hôm qua mưa nước nhiều quá, bữa nay tối nó chảy nước ra nha. Tình hình sao đây? Mùa hè này. Qua nước nhóc chân này nó khô gan. Trời ơi trời. Trời ơi. Cái kia. Trời ơi nó đã cái này ơi. Đặt làm này đá được chứ. Nhà vô nè, một con ếch khủng nè. À, một con ếch khủng nha. Ba con đó nha. Con nào cũng khủng không? Hai con này trọng trọng nè, hai con này trọng nè. Đó. Còn con này khủng nè. Trời ơi. Hả, ý mà nước nó khui gạt khô đó. Trời ơi. Cầm nó cứng rồi. Ý mà nước nó khui gạt khô ngay cả nhà. Ồ, khủng ngay nhà. Ba con, ba em. Bê. Ba đã. Rồi. Tuốt cái nó tuốt cùng dây luôn. Đi nhà sửa lại. Rồi. Chữa ra nhà. Rồi nhà mình còn cái mình đặt trong cái đám bụi á. Hôm nay mà sáng nay coi có ít khủng không? Có ít khủng mới phê nữa cả nhà. Đó mà có ít khủng là nó đã luôn. Rồi, ở đây mình hai cái dính hai ít khủng nữa cả nhà. Ngon lành cành đào. Rồi, mình về mình thăm cái cuối cùng cái mà mình phải nhìn dặn là mình đặt tâm huyết vô cái đó nhiều nhất luôn á. Còn sao nha. Rồi cái trong đây là cái cuối cùng tâm huyết nhất này cả nhà. Mình đặt ở trong cái bụi này luôn nè. Ở đây mình đặt
lụp ếch tật mấy lần luôn, 3 lần luôn hay gì, chạy hết 3 lần không biết nó có bể ếch không, bể ếch rồi coi như là thua luôn. Nước ngập quá, hôm qua mình tính đặt ở mấy ngoài, nước ngập quá mình đặt không được. Vô trong bụi trong đây mình đặt nè. Biết tình hình nó làm sao. Trong đây mà có là dạng như ít khủng không nghe nha. Kìa, không, cá mình đặt trong đây nè. Này mà có là dạng ít khủng không luôn. Mình thấy động nước ta. Hiệu quả như vậy. Còn không có ta, kỹ ta. Ở cái tâm huyết nhất của tôi luôn. Không có tàn. Ếch đây khôn rồi. Đau lòng thì chứ. Cái tâm huyết nhất luôn. Rồi chết cái này nha. Này chết rồi. Đập đi bể ếch hết. Cái tâm huyết luôn. Rồi không chạy luôn. Rồi để về nhà mình đổ ơi. Hôm nay 5 cái lụp ếch đa năng với 3 cái chúng đập lụp gắn là hôm nay được nhiêu nha. Thất bại mấy cái à. Rồi để mình bắt ếch ra mình bỏ vô đây cho nhà xem nha. Ếch khủng nha nha. Chạy ếch khủng nè, ba con ếch khủng nữa nè. Một con ếch khủng. Dạ. Hai con nữa nha. Bự không à. Đây ếch khủng nữa nè. Đây nằm sáu con luôn nè. Con nữa à bà con. Bốn con. Thêm con nữa nè. Năm con. Đi vô hai con nữa nha. Cái này hai con nè. Một con bự.
còn nhỏ nữa. Này vô hai con nhỏ rồi nha. Này vô hai con nhỏ nha. Rồi. Đút đút. Kết quả hôm nay nhiêu nữa nha. Đây. Đó. 3 ếch khủng luôn. Cái đợt chỗ mà mình 4 ếch khủng luôn chứ, 4 5 ếch khủng. Nói chung là ếch bự bự không mà có mấy ếch nhỏ à. Này cỡ gần ký nha cả nhà. Đầu 5 cái lập ếch đa năng với 3 cái lập gắn. Mà 3 lập gắn chạy được có 1 con ếch khủng mà. Đấy. Rồi. Đấy, lại ếch bự bự không? Tại hôm nay mình đặt trên đường đi nha cả nhà. Đó, mình thử mình test cho cả nhà xem mà. Chạy nhiều đây là quá đã luôn rồi. Có cái giỡn mini tâm huyết của mình mà nó không chạy buồn thì chứ. Rồi. Bây giờ mình ở đây cũng kết thúc nha, mình lấy mấy đống này mình chút mồi ra xong rồi mình đi lấy này thì cái này chắc không bán quá. Này để ăn luôn nha, ít quá, để ăn luôn. Rồi chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại những cả nhà những clip thú vị lần sau nha. Nếu cả nhà thấy video này hay và thú vị, cả nhà hãy ủng hộ thì bằng cách like và đăng ký kênh, nhớ bấm chia sẻ cho mọi người cùng biết nha. Chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà lần sau. Bye bye nha.